Dạ xin chào toàn thể các anh chị đang theo dõi kênh Nhà đất Đồng Nai của em Sinh Lê Hôm nay thì em Sinh đang có mặt trong một cái khu nhà vườn, vườn cây ăn trái Vị trí này thì tọa lạc ngay ấp 94 xã Hưng Lộc, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai Em Sinh sẽ đi review cho anh chị mình xem một cái vườn trái cây à, Chủ yếu là trồng măng cụt và có thêm một số cây trôm trôm Với tổng diện tích là 1.000m2 à, Vị trí này thì nằm rất là gần khu công nghiệp dầu dây cách khu công nghiệp dầu dây là chỉ có một 1,5 km thôi và cách ngã tư dầu dây là 4 km giá chủ đang giao bán hiện tại cho cái khu vườn này là 1 tỷ 050 triệu anh chị nào mà quan tâm thì cùng em sinh đi tìm hiểu chi tiết nhé Dạ à, thì đây là cái đường vào cái khu vườn mà em sinh sẽ đi review cho anh chị mình xem ha và cái khu vườn À, em sinh đi review á thì nó cách cái vị trí em sinh đứng là tầm khoảng 50m mét ngay cái chỗ cái xe máy các bạn đang đứng ở trong kia nha anh chị đường đi vào á là đường 5 mét ha và đường này á thì, thì chủ người ta đã đổ đá mi hết rồi đó khu vực ở đây thì xung quanh ha hàng xóm người ta đã ở đây khá là đông rồi nha anh chị và à, dân về cái khu vực này ở thì em sinh thấy là có rất là nhiều nhà vườn ha thí dụ như cái nhà vườn này này nằm cách vị trí lô đất của mình chỉ có 50 mét thôi người ta về đây người ta an cư lạc nghiệp ở cái khu này thì rất là yên tĩnh à, cái không khí của nó thì rất là trong lành và xung quanh cái vị trí lô đất của mình thì có rất là nhiều nhà vườn và cũng có rất là nhiều vườn cây ăn trái cho nên là rất là thích hợp cho những anh chị cô chú nào mà mình có nhu cầu mình mua về đây để mình an cư lạc nghiệp mình làm nhà vườn hoặc mình làm cái vườn cây ăn trái Cuối tuần mình đưa gia đình mình tới đây mình chơi á Thì mình tham khảo cái vị trí này của em sinh ha à, Từ vị trí lâu đất của em sinh á Mà ra đường bê tông này là chỉ có 50 mét thôi Và khi mà anh chị mình ra cái đường bê tông Anh chị mình đi hướng này ha Hướng này anh chị mình sẽ ra ngay chỗ trục đường chính Đường giao thông nông thôn của nhà nước Đường nhựa lớn anh chị Đó thì mình chỉ đi hết tầm khoảng 500m đường này thôi Là mình ra đường nhựa chính ha Vị trí này thì điện lưới quốc gia, internet là ngay cái chỗ kia ha. Cách cái vị trí em sinh đứng là 50 mét nhá. Đó là cái cột điện của nhà nước. Đường thì toàn bộ là đường bê tông, vào gần tới nơi luôn. Chỉ mất tầm khoảng là ba um, 3, 50 mét cái đường trước cái lô đất của mình là đường đá mi thôi nha anh chị. Ở vị trí này á, anh chị mình di chuyển lên những cái thành phố lớn cũng khá là gần nhé di chuyển lên thành phố Biên Hòa thì nó rơi vào tầm khoảng là 35 km và di chuyển lên thành phố Hồ Chí Minh á, thì nó rơi vào tầm khoảng là 50 km anh chị nhé đó bây giờ thì em xin sẽ dẫn anh chị mình vào trong để mình tham quan cái khu vườn này ha dạ đây cái khu vườn mà hôm nay em xin sẽ đi review cho anh chị mình xem á, thì nó nằm ngay vị trí này ha khu vườn của mình thì có tổng diện tích là 1.000 mét vuông ngang bán mặt tiền đường này á, là được 15 mét 7 anh chị nhé đó đây cái cọc của nó là từ đây ha. Đó, chạy lại phía cái cặp màu đỏ kia là 15m7 Dài sâu vào á, thì cái cạnh bên này chạy sâu vào á là 56m Cái cạnh bên kia chạy sâu vào á là 57m Hậu sau cái khu vườn của mình là 18m nha chị Ở trên đất á, thì toàn bộ là đang trồng cây măng cụt như thế này nhá Thỉnh thoảng thì có thêm một số cây trôm trôm Và cây măng cụt ở đây á, thì nó cũng khá là lớn rồi Cây măng cụt ở đây á thì tầm khoảng là 10 năm nha anh chị năm tuổi ha Góc rất là to Cành rất là lớn Tán rất là rộng Cái cây mang cụt này thì hiện tại là đang cho thu hoạch năng suất rất là cao anh chị nhé Đang bắt đầu là tới cái lúc mà thu hoạch rộ đó anh chị Mùa này em sinh đi quay thì đã thu hoạch hết rồi Mùa này chỉ là mùa tỉa cành Sau đó là chăm cây thôi anh chị nhé Trên cái khu vườn của mình thì đất cũng khá là bằng phẳng đất khá là bằng phẳng và em xin thấy là cứ mỗi dãy mỗi dãy là người ta sẽ đào một cái dãy để thoát nước như thế này anh chị nhé tại khu vườn của mình thì cái vị trí nó cao hơn những cái khu ở dưới cho nên người ta sẽ đào cái rãnh nước như thế này để thoát nước đó anh chị đó và chủ người ta đã trồng phun hết vườn rồi nha anh chị trồng phun hết vườn rồi ha vị trí này thì tòa lạc ngay xã hưng lộc huyện thống nhất tỉnh đồng nai anh chị nhé đất của mình thì ở đây là đất sổ hồng riêng trên file quy hoạch thì nó là đất trồng cây lâu năm và trên sổ thì có hơn 400 m là đất trồng cây lâu năm và hơn 500 m là đất trồng lúa anh chị nhá. Đó, em xin uh, lại em xin quay cho anh chị mình theo dõi ha. Lô đất của mình á uh, thì quay về hướng này nhá và hướng này uh, là hướng tây anh chị nhá. Đây, ở đây á uh, là có hai lô liền kề anh chị nhá. Anh chị nào mà muốn mua một lô thì mình mua một lô, anh chị nào mà muốn mua hai lô thì mình có thể tham khảo thêm cái lô bên này ha Cái kích thước và cái diện tích của nó cũng y như nhau Giá bán cũng y như nhau Cũng là 1 tỷ 050 triệu luôn anh chị nhé Đó đây là cái lô kế bên ha Anh chị nào muốn mua một lô một xào thì mình mua một xào Anh chị nào muốn mua hai xào thì mình lấy hai xào luôn ha Giá đang giao bán hiện tại cho cái xào này á là 1 tỷ 050 triệu một xào nha anh chị. Hai xào là 2,1 tỷ Giá này có thương lượng anh chị nhé Đây Vị trí ở đây á, thì xung quanh khu vực dân cư đã ở Đó Đến phần lai like cam em sinh bay trên cao Thì anh chị mình sẽ dễ dàng quan sát được hơn ha Đó Vị trí đất của mình á, thì nằm cũng rất là gần Những cái tiện ích sống xung quanh trong khu vực Anh chị mình di chuyển ra ngay chỗ khu công nghiệp dầu dây á, Thì nó chỉ hết là 1,5 km thôi Và di chuyển lên uh, ngay chỗ ngã tư dầu dây Là nó hết tầm khoảng à, 4 km nhé Ở ngay chỗ khu vực ngã tư dầu dây á, thì tiện ích sống xung quanh chợ trường đầy đủ Không thiếu thứ gì hết Và ở đây á, mà anh chị mình di chuyển lên những thành phố lớn thì cũng khá là gần Di chuyển lên thành phố Biên Hòa thì nó hết tầm khoảng là 35 km Và di chuyển lên thành phố Hồ Chí Minh á, thì nó hết tầm khoảng là 50 km anh chị nhé ở vị trí này thì nó có một cái điểm hạn chế thôi Đó là cái đường vào á, là đường đi chung nhé Đường này đường đi chung thì cái lô đất của mình tổng diện tích của nó là 1.000 mét nhưng mà anh chị mình phải chừa ra tầm khoảng 100 m là lối đi chung như thế này ha đó thì cái diện tích thực mà mình sử dụng thì nó rơi vào tầm khoảng là 900 m nhé đây khi mà em xinh bước vào cái khu vườn này thì em xinh thấy là đất nó bằng phẳng hơn cái khu vườn bên kia anh chị nhá ở khu bên này thì em thấy là nó cũng khá bằng phẳng đó và chất đất ở đây thì toàn bộ là chất đất đen thôi Cho nên là trồng cây măng cụt khá là phù hợp đây. Cây măng cụt mùa này thì nó không có được xanh mướt như cái mùa kia anh chị nhé Ở vườn này thì chủ người ta cũng đã trồng full cây ăn trái hết rồi ha Đó Anh chị nào mà quan tâm thì theo dõi một số hình ảnh video like cam ở trên cao để quan sát được tổng quát xung quanh cái khu vực đất và nhà vườn ở đây nhé. Dạ đây là cái hình ảnh video like cam ở trên cao của cái vị trí lô đất vườn mà hiện tại em sinh đang đi review cho anh chị mình xem ha. Thì đất của mình tương đối khá là vuông vức vườn thì trồng phun cây ăn trái hết rồi. Và em sinh đang bay từ trên bay xuống dưới cho anh chị mình quan sát được tổng thể ha. Thì có thể thấy là người ta đã trồng cây cách cây hàng cách hàng khá là đều nhau ở phía sau cái lô đất của mình á, thì cái thế đất của nó thấp hơn cho nên là ở nhà hàng xóm á, là người ta trồng lúa anh chị nhé đó em xin đang bay một vòng xung quanh cái vị trí đất cho anh chị mình à, quan sát được tổng thể cái vị trí ở nơi đây ha thì cái khu đất ở đây á, là được thiên nhiên ưu đãi cái chất đất của nó rất là tốt trồng phù hợp với rất là nhiều loại cây ăn trái à, cho nên khu vườn của mình á, thì chủ người ta trồng mang cột và trôm trôm còn như nhà hàng xóm ở cái bên á, thì người ta trồng cây sầu riêng anh chị nhé Vị trí này thì anh chị mình trồng cái ăn trái nào cũng phù hợp hết Tại vì chất đất ở đây tương đối khá là tốt Hàng xóm xung quanh ở ngay tại cái vị trí này cũng khá là đông ha Đây em xin đang bay cho anh chị mình xem cái khoảng cách xung quanh cái vị trí đất của mình Thì chỉ tầm khoảng 50 cho tới 100 mét thôi là dân cư cũng tập trung khá là đông rồi Và đường đi vào cái lô đất của mình á, thì toàn bộ là đường bê tông 5 mét như thế này hết anh chị nhé chỉ có 50 mét ở trước cái nhà của mình là đường đất thôi đường này thì xe hơi, xe tải ra vô thoải mái Và từ cái vị trí đất của mình mà ra trục đường chính ở phía trước này này Thì nó cũng rất là gần, chỉ tầm khoảng là 500 m thôi là mình ra cái trục đường chính này ha Và ra khu công nghiệp dầu dây thì chỉ hết tầm khoảng là 1,5 km thôi nha anh chị Đây là khu công nghiệp dầu dây anh chị nhé đó, khi mà anh chị mình ra trục đường nhựa chính này, anh chị mình sẽ hướng bên tay trái là hướng mà anh chị mình sẽ ra ngay trung tâm của ấp 94. Ở đó thì có chợ, trường, trạm, nhà thờ đầy đủ anh chị ha. Và khi mà anh chị mình dễ hướng bên tay phải, thì đây là cái hướng mà anh chị mình uh, di chuyển ra ngay chỗ khu công nghiệp dầu dây gần nhất nha anh chị. Hiện tại thì theo cái thông tư mới của nhà nước á, thì đất nông nghiệp với tổng diện tích từ 500 m 2 trở lên là anh chị mình có uh, quyền xây dựng được một cái nhà nhỏ tầm khoảng 25 mét vuông anh chị nhé anh chị nào mà có nhu cầu mình muốn tham khảo cái vị trí này mình muốn mua về đây để an cư lạc nghiệp để xây nhà vườn nghỉ dưỡng để dành để đầu tư thì cứ gọi cho em sinh em sinh dẫn anh chị mình đi tham khảo đất thực tế nhé bây giờ thì em sinh sẽ chia sẻ cho anh chị mình cái thông tin uh, quy hoạch và cái vị trí map ngay tại cái vị trí đất này trước khi mà anh chị mình xuống mình đi xem thực tế nhé Dạ đây là cái file kế hoạch của cái lô đất vườn mà hiện tại em xin nhanh đi review cho anh chị mình xem nhé. Đất của mình á, thì thuộc tờ 52 thứ 128 với tổng diện tích là 1 một m 2 anh chị nhé. Ở đây trên file kế hoạch thì nó là đất trồng cây lâu năm. Còn thực tế trên sổ thì là hơn 400 m là đất trồng cây lâu năm và hơn 500 m là đất trồng lúa. Đất của mình á, thì nó quay về hướng Tây nha anh chị. Và À, hiện tại thì kích thước của nó là ngang bán mặt tiền đường phía trước là 175 m Hậu sau của nó là 18m2. Dài thì một cạnh là 55,8 và một cạnh là 57m anh chị nhé. Đường trước nhà của mình á, là đường lối đi chung. Cho nên người ta chừa ra tầm khoảng 5m là đường đi chung ha. Thì cái đất của mình cái phần hín đường nó sẽ rơi vào tầm là gần 100m và cái phần đất thực mình sử dụng là tầm khoảng 900 hơn 900m anh chị nhé đất thật thì toàn bộ là đất sạch 100 phần trăm ha giả dạ ngay cái chỗ cái chấm đó là cái khu vườn trái cây mà hiện tại em sinh đang đi review cho anh chị mình xem ha và em sinh đang đo cho anh chị mình cái khoảng cách từ vị trí đất của mình mà ra ngay chỗ khu công nghiệp dầu dây ở ngoài này nhé thì nó hết là 1,6 km nha anh chị đây là khu công nghiệp mà lớn nhất của huyện thống nhất anh chị nhé tạo ra công an việc làm cho rất là nhiều lao động ở trong khu vực địa phương và những cái khu vực lân cận anh chị nhé đó và từ vị trí đất của mình mà anh chị mình đi ra ngay chỗ trung tâm của ấp chiến tư ở đây thì nó cũng chỉ hết tầm khoảng là một km thôi à, đi ra ngay trung tâm chợ trường ở đây thì em sinh sẽ đo cho anh chị mình xem cái khoảng cách nhé đây em sinh đo ra trường học nhé từ vị trí đất của mình mà ra ngay trung tâm chợ trường ở đây á, là hết 2 km nha anh chị. Ngay khúc này á, thì đây là trường cấp 1 và trường cấp 2 ha. Trạm y tế thì nằm sát bên ở đây luôn. Đó. Và chợ thì ngay trên cái trục đường của mình ở đây á, ngay cái chỗ trường mầm non tuổi thơ này này là chợ người ta họp ở đây luôn anh chị nhé. Và có thêm một cái chợ ở ngay chỗ ấp 94 ở ngoài này luôn. Đây, đây là chợ ấp 94 nha anh chị. Mình đi chợ nào cũng được ha đường ra khu công nghiệp dầu dây ở đây thì cũng quá trời người ta bán hai bên luôn ở đây thì nó cũng nằm rất là gần nhà thờ giáo sứ Xuân Linh anh chị nhé Đó. em xin sẽ đo cho anh chị mình à, cái khoảng cách từ vị trí đất mà anh chị mình di chuyển ra ngay chỗ ngã tư dầu dây ngay trung tâm của huyện thống nhất nha anh chị cái khoảng cách của nó là 4,4 km ha thì ở ra ngay chỗ ngoài này á thì có chợ đầu mối nông sản dầu dây này kế bên á là bệnh viện đa khoa dầu dây và trường cấp 3 dầu dây á thì con em mình lớn thì sẽ ra ngoài này học ha ở vị trí này á thì nó nằm cũng rất là gần cái điểm lên xuống cao tốc dầu dây đi thành phố Hồ Chí Minh và dầu dây đi Phan Thiết ở đây nha anh chị nó cách cái vị trí lâu đất vườn của mình chỉ tầm khoảng 6 km thôi 15 phút di chuyển thôi anh chị nhé rất là gần bây giờ thì em xin sẽ đo cho anh chị mình cái khoảng cách từ vị trí đất lên trên những cái thành phố lớn và em sinh đang đo lên trên thành phố Biên Hòa thì nó hết là 33 km ngay điểm đến là công viên 30 tháng 4 nha anh chị thời gian mình di chuyển thì hết tầm khoảng là trên dưới một tiếng đồng hồ thôi mình di chuyển theo hướng quốc lộ 1A mình xuống anh chị nhé rồi bây giờ em sinh sẽ đo cho anh chị mình cái khoảng cách từ vị trí đất mà lên trên thành phố Hồ Chí Minh ngay cái điểm đến là công viên văn hóa suy tiên thì nó hết là 46 km thời gian mình di chuyển thì tầm khoảng là hơn một tiếng đồng hồ anh chị có thể di chuyển theo hướng quốc lộ 1A mình xuống hoặc theo hướng cao tốc mình xuống đều được nhé Đó. anh chị nào mà quan tâm tới cái mảnh đất vườn này à, muốn mua về đây để an cư lạc nghiệp để nghỉ dưỡng để đầu tư để dành thì cứ liên hệ trực tiếp cho em sinh theo cái số điện thoại là 0985 747 863 em sinh sẽ dẫn anh chị mình đi xem thực tế nhé em xin cảm ơn các chị đã quan tâm và theo dõi hết video em xin chào ạ